Xin kính chào khán giả của Nghiệp Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng Giêng năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì Sean Hannity cũng khuyên ông Trump chấm dứt chuyện bị đặt bầu cử gian lận. Ngay chính ông Sean Hannity là nhân vật truyền thông bảo thủ của đài Fox News cũng đã từng khuyên cựu tổng thống Donald Trump đừng nói chuyện gian lận bầu cử nữa. Theo tạp chí Business Insider vào hôm thứ Năm ngày 6 tháng Giêng, tin nhắn của ông gửi chung cho ông Mark Meadows, chánh văn phòng trong Trump và chân biểu Jim Jordan của đảng Cộng hòa Ohio viết, Trump không thể cứ tiếp tục nói mãi đến cuộc bầu cử, đừng bao giờ nữa. Cuộc nói chuyện hôm nay giữa tôi và ông ta không có gì tốt, tệ hơn nữa là tôi không chắc là còn cái gì để làm hay là nói. Và tôi không biết là ông Trump có hiểu ý tôi không nữa. Quý vị có ý kiến gì không? Đoạn tin nhắn trên viết 4 ngày sau vụ bạo loạn, được Ủy ban điều tra tiết lộ trong thư yêu cầu của ông Hannity hợp tác trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Ông Hannity từng là một trong những người ủng hộ mọi chính sách và tham gia những buổi họp mặt của cựu Tổng thống. À, nhưng mà mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng sau khi ông Hannity nhìn nhận rằng ông cảm thấy kinh tởm trước hành động liên tục tuyên truyền thuyết âm mưu về cuộc bầu cử ông Trump. Theo một cuốn sách của tác giả Brian Stelter, ký giả của CNN, ông Trump thông qua người đại diện gửi lời nhắn tới đài CNN vào hôm thứ tư là tôi không đồng tình với nhận định đó của ông Sean và các bằng chứng đang cho thấy là tôi nói đúng. Người đại diện không hề giải thích ông Trump đang đề cập đến bằng chứng nào. kể từ khi kể từ khi mà thua cuộc bầu cử, cựu tổng thống liên tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ rằng tổng thống Joe Biden chỉ thắng nhờ vào gian lận bầu cử, dù ông Trump và phe nhóm thất bại hơn 60 vụ kiện đòi lật ngược kết quả từ tòa tiểu bang lên tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Và liên quan đến phần tin khác thì chàng sinh viên ở Virginia trúng số là 1 triệu mỹ kim nhờ quà Noel của mẹ. Tờ vé số bỏ vô chiếc vớ Noel của một sinh viên Virginia cuối cùng đã trúng giải nhất là 1 triệu Mỹ Kim. Theo bản tin của hãng UPI vào hôm thứ Sáu ngày, 1, à, ngày 7 tháng Giêng, ông Brian Dohu là sinh viên toán của University of Virginia cho giới chức cơ quan sổ số tiểu bang này hay. Khi thức dậy sáng ngày Noel ngày 25 tháng 12 vừa qua, anh nhận thấy mẹ đã bỏ tờ vé số là Bank of Million à, sổ ngày 22 tháng 12 trong vớ Noel của mình. Do à, hàng số 4, 21, 25, 32, 35, anh thấy anh trúng giải nhất là 1 triệu Mỹ Kim sau khi trừ thuế. Vé số Bank Amerian của cơ quan sổ số Virginia tính toán để người chơi trúng chẳng 1 triệu Mỹ Kim, 500.000 Mỹ Kim hay là 200.000 Mỹ Kim sau khi trừ thuế liên bang và tiểu bang. Anh ta cho biết là sẽ dùng một phần tiền trúng để đóng học phí. Và liên quan đến phần tin khác, thì Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng cân nhắc mời ông Pence tự nguyện hợp tác, dân biểu là Benny Thompson của đảng Dân Chủ. Chủ tịch Ủy ban điều tra ngày 6 tháng Giêng hôm thứ Sáu 7 tháng Giêng cho biết sẽ yêu cầu cựu phó tổng thống Mike Pence tự nguyện đến gặp các nhà lập pháp trong tháng này, theo NBC News. Ông nghĩ rằng là việc này có thể thực hiện trước khi hết tháng. Ông Johnson chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với NPR, Ủy ban thực sự cần nghe ý kiến của ông Pence về những gì xảy ra hôm 6 tháng Giêng. Một phụ tá của Ủy ban sau đó nói với NBC News rằng nhận xét của chân biểu Thompson cho thấy Ủy ban đang cân nhắc đưa ra lời mời đối với cựu Tổng thống Pence trong tháng này. Ông Pence đang trong tình thế khó khăn sau vụ bạo loạn Ông đồng tình trước những tuyên bố gian lận bầu cử của ông Trump Khi nói rằng có những bất thường trong cuộc bầu cử năm 2020 Nhưng lại nói ông và cựu tổng thống chưa bao giờ đồng tình với nhau về vấn đề này Lời khai từ ông Pence có thể cung cấp thông tin có giá trị cho ủy ban Đặc biệt là về các cuộc trò chuyện trong tòa Bạch Ốc dẫn đến vụ bạo loạn Nơi tính mạng của cựu phó tổng thống bị đe dọa khi mà nhiều kẻ bạo loạn hòa hét treo cổ Mike Pence Ông Trump gọi ông Pence là người tốt, nhưng cũng cho rằng phó tổng thống mắc sai lầm lớn khi từ chối tạm ngưng quá trình kiểm phiếu đại cử tri của Quốc hội. Ủy ban cũng cho biết sau cuộc bầu cử, các cố vấn của tòa bạch ốc thảo luận với ông Trump và à, luật sư Rudy Giuliani về các chiến lược lật ngược kết quả và gây áp lực buộc ông Pence từ chối chứng nhận phiếu cử tri đoàn trong Quốc hội. Một số phụ tá của ông Pence, bao gồm cựu chánh văn phòng là Mark Short, đang hợp tác với Ủy ban điều tra. Nhân biểu Adam Kissinger của đảng Cộng Hòa, một trong hai đảng viên của đảng Cộng Hòa duy nhất trong ủy ban, chia sẻ với CNBC và hôm thứ Sáu rằng các phụ tá của ông Pence đều hợp tác hơn mức mong đợi nhưng bản thân của cựu phó tổng thống có thể sẽ không làm như vậy. Và liên quan đến phần tin khác, ở tại Việt Nam thì 2 năm vụ đồng tâm Cộng sản Việt Nam chưa trả tiền phúng điếu ông Lê Đình Kỳnh hôm 9 tháng Giêng đánh dấu 2 năm vụ tấn công võ trang của nhà cầm quyền ở xã Đồng Tâm, khiến ông Lê Đình Kình và ba công an thiệt mạng. Ông Kình chết là do bị bắn, thi thể đầy vết đạn trong lúc cái chết của ba công an viên hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao. Bà Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu ông Lê đình, đình Kình, tiết lộ trên trang cá nhân rằng bà Dư Thị Thành, vợ ông Kình đã gửi đơn xin lại tiền phúng điếu chồng nhưng mà không nhận được phản hồi. Lá đơn của bà Thành gửi cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Phạm Quang Dũng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank viết, truyền thống của người Việt Nam, nghĩa tử là nghĩa tận, chồng tôi đã chết được 2 năm mà tiền người dân viếng chồng tôi lại không trả cho gia đình là vô nhân đạo và trái với pháp luật. Sự việc liên quan đến blogger Nguyễn Thúy Hạnh, người đang bị bắt tạm giam vì dùng tài khoản Vietcombank nhận tiền phúng điếu ông Lê Đình Kình từ cộng đồng mạng. Sau khi tài khoản này nhận được khoảng 500 triệu đồng, tức là 22.036 Mỹ Kim, đóng góp từ người dân, Vietcombank đã đột ngột loan báo phong tỏa tài khoản của bà Hạnh với cáo buộc với cáo buộc là hành vi tài trợ khủng bố. Trong bài đăng trên trang cá nhân, bà Duyên thắc mắc tại sao Bộ Công an và Ngân hàng Vietcombank chưa bớt chút thời gian trả lời bà Thành. Trong lúc bị bắt hồi tháng tư năm 2021, bà Nguyễn Thúy Hạnh được ghi nhận đòi việc công ban trả khoản tiền phúng điếu ông Kình nhưng bất thành. Trong vụ án đồng tâm, thì nhà cầm quyền tuyên tử hình đối với hai con trai của ông Lê Đình Kình là ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức và cháu nội của ông Kình là ông Lê Đình Doanh bị tù chung thân. Ngoài ra, cũng vì lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền về vụ tấn công đồng tâm mà ông Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm, hai dân oan dương nội, bị phạt lần lượt là 10 và 6 năm tù hồi tháng 12 năm 2021. Và liên quan đến phần tin khác, thì hơn 100.000 người tuần hành phản đối quy định bắt tiêm ngừa vaccine ở Pháp. Hơn 100.000 người ở khắp nước Pháp vào ngày thứ Bảy đã tụ tập phản đối điều mà họ nói là kế hoạch của chính phủ nhằm hạn chế hơn nữa quyền của những người chưa chủng ngừa Covid-19. Vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ gây phiền nhiễu cho những người từ chối vaccine, số người xuống đường cao gấp 4 lần so với người hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình vào ngày 18 tháng 12, khi mà 25.500 người tuần hành khắp đất nước, AFP cho biết dẫn ra ước tính của chính phủ. Các cuộc biểu tình phản đối đối một đạo luật được lên kế hoạch sẽ bắt buộc các các nhân chứng của họ đã tiêm ngừa virus corona đầy đủ trước khi họ có thể đi lại ở bên ngoài và đi lại trên các chuyến tàu liên thành phố hoặc là tham dự các sự kiện văn hóa. Vào ngày thứ Năm, Hạ viện Pháp cũng đã thông qua một triệu luật gây tranh cãi trong phiên đọc đầu tiên. Chính phủ của họ nói là hy vọng đến ngày 15 tháng Giêng thì các quy định mới sẽ được ban hành, dù các nhà lập pháp tại Thượng viện giờ vẫn có thể duy trì và các um, quá trình này. Các quan chức của Bộ Nội vụ cho biết là 105.200 người đã tham gia cuộc biểu tình khắp nước Pháp vào ngày thứ Bảy. 18.000 người trong số này ở thủ đô Paris, nơi cảnh sát báo cáo có 10 vụ bắt giữ và 3 cảnh sát viên bị thương nhẹ, theo AFP. Và ở những nơi khác thì có 24 người bị bắt và 7 cảnh sát đã bị thương nhẹ. Trong các cuộc biểu tình lớn thì khoảng 6.000 người biểu tình ở tại Toulon, trong khi ở Montpellier cảnh sát sử dụng hơi cay trong các cuộc đụng độ với người biểu tình. Pháp ghi nhận 303.669 ca nhiễm COVID-19 mới ngày thứ Bảy trong bối cảnh áp lực ngày càng đè nặng lên các bệnh viện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.